tiền, trả nợ của mỗi người dân. Sáng mùng 7 tháng 6, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, CIC, thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, chính thức khai trương vận hành cổng thông tin kết nối khách hàng vay đúng như định hướng mà Ngân hàng Nhà nước đã đề ra trước đó. Theo đó, CIC cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh trên website gú, CICGOVVN và ứng dụng điện thoại thông minh CIC Credit Connect. Kết nối nhu cầy vay trên cả hai nền tảng Android và iOS với nhiều tiện ích để kết nối các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng với khách hàng vay. Ông Đỗ Hoàng Phong, Tổng giám đốc CIC cho biết, thông qua cổng thông tin này, khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn các gói tín dụng và đăng ký nhu cầu vay vốn tại tổ chức tín dụng phù hợp, tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cổng thông tin cũng giúp minh bạch hóa thông tin tín dụng khách hàng vay được khai thác thông tin tín dụng và điểm tín dụng miễn phí về bản thân giám sát được các thông tin và mức độ tín nhiệm của mình phòng tránh gian lận và được cic tư vấn cải thiện điểm tín dụng nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng tại các tctd các tổ chức tín dụng tham gia cổng được giới thiệu các gói tín dụng chính sách tín ưu đãi để khách hàng vay lựa chọn thực hiện kết nối tiếp cận với các khách hàng vay có nhu cầu giảm thiểu thời gian chi phí tìm kiếm lựa chọn khách hàng đảm bảo tính công khai minh bạch trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng vay. CIC cũng đã và đang nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu, nâng cao độ phủ của thông tin, mở rộng cung cấp báo cáo tín dụng đến các khách hàng vay trên toàn quốc để góp phần bảo vệ quyền lợi và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay. Đại diện ngân hàng nhà nước, Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết việc tạo ra một sàn giao dịch nhu cầu tín dụng là một trong những biện pháp mà ngân hàng nhà nước đã quyết liệt triển khai trong thời gian qua nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đặc biệt là nhóm giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu của ngân hàng nhà nước là phải đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc thị trường để người dân và doanh nghiệp có lợi nhất trong việc tiếp cận sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Kết quả của việc đưa được cổng thông tin kết nối khách hàng vay của CIC vào hoạt động giúp cải thiện chỉ số chiều và độ phủ thông tin tín dụng, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và môi trường kinh doanh, góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng một chính phủ kiến tạo, phát triển liêm chính, hàng động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, Đại điện Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu CIC tiếp tục hoàn thiện các tính năng, nâng cao độ tiện ích, tính an toàn, bảo mật thông tin, đồng thời đẩy mạnh áp dụng các công nghệ nổi bật thời 4.0 vào như trí tuệ nhân tạo, AI, công nghệ chuỗi khối blockchain, dữ liệu lớn, big data. Bờ Hà